Thưa quý vị, thưa các bạn, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp là yếu tố tiên phong, nhất là trong sản xuất công nghiệp, một ngành phát sinh khối lượng nước thải, khí thải, đặc biệt là chất thải rắn công nghiệp và nguy hại. Bảo vệ môi trường rất cần sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp trong việc tích cực thực thi những chính sách mới trong luật bảo vệ môi trường năm 2020, có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022. Trong những năm gần đây, cùng với sự tăng trưởng kinh tế và sự gia tăng dân số một cách nhanh chóng, lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất của các cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam đang ngày càng lớn với thành phần ngày càng phức tạp, trong khi việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải rắn luôn là vấn đề lớn đối với các cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, tái chế, tái sử dụng chất thải công nghiệp cũng đang được đặt ra nhằm giúp doanh nghiệp hạn chế chất thải ra môi trường, giảm nguy cơ sự cố môi trường và hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn. Để nâng cao vai trò quản lý nhà nước về môi trường công nghiệp và giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, trong những năm qua, ngành công thương đã nỗ lực trong xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường và từng bước kiểm soát các nguồn thải. Nhiều hội thảo, hội nghị khoa học phổ biến về pháp luật môi trường trong việc quản lý chất thải, phân loại, xử lý chất thải rắn, chất thải khó phân hủy đã được các cơ quan chức năng của Bộ phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức nhằm làm tốt hơn công tác quản lý môi trường ngành công thương. Chúng tôi trong cái quá trình mà nghiên cứu phát triển những cái công nghệ chế biến khoáng sản thì đồng thời là chúng tôi cũng nghiên cứu rất là kỹ các cái thành phần của các loại khoáng sản đó để từ đó thì đánh giá được là các cái chất thải trong cái quá trình khai thác chế biến đưa ra môi trường thì cái chất thải đó nó thuộc là chất thải thông thường hay là chất thải nguy hại, và từ đó thì cũng tư vấn cho doanh nghiệp sử dụng các cái công nghệ phù hợp để mà chúng ta coi như vậy là thu hồi tối đa những cái khoáng sản, kể cả những cái khoáng sản có ích hoặc là lưu giữ những cái thành phần mà nó nguy hại đến môi trường. Trong trường hợp mà cái chất thải mà đưa ra các cái hồ chứa mà nó có coi như vậy là các cái chất thải nguy hại thì chúng tôi cũng tư vấn cho doanh nghiệp là trong cái quá trình xây dựng các cái hồ chứa hoặc là các cái đập chứa để đảm bảo rằng là các cái chất thải đó nó không ngấm xuống đất hoặc là nó ngấm ra các cái nguồn nước gây ảnh hưởng đến môi trường sống. Các hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản được xếp vào danh mục các hoạt động công nghiệp có nhiều tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội. Đặc điểm của khai thác và chế biến khoáng sản thường tạo ra khối lượng rất lớn các chất thải, bao gồm chất thải rắn, nước thải và khí bụi thải. Đặc biệt, khối lượng chất thải rắn có thể gấp hàng chục lần khối lượng khoáng sản thu hồi được. Các loại chất thải này nếu không được quản lý thích hợp sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trường tiềm tàng. Trong cái hoạt động khai thác thì chúng tôi đặc biệt chú trọng đến cái khâu gọi là phân loại cái đất đá thải. Chúng tôi lấy mẫu, phân tích và phân loại các cái loại chất thải khác nhau. Ví dụ như đất đá thải thông thường, đất đá thải có thể tái sử dụng để trong xây dựng nội mỏ, rồi đất đá thải chứa sương phua hoặc là đất đá thải nhiễm arsen. Thì với mỗi một cái loại đất đá thải đó, chúng tôi có các cái giải pháp, biện pháp quản lý khác nhau. Ví dụ như đất đá thải thông thường, chúng tôi được đổ trên các cái bãi đất đá thải được thiết kế. Đối với đất đá thải mà chứa sương phua thì chúng tôi sẽ cho vào các cái hồ đấy và cho ngập nước để mà ngăn chặn cái quá trình oxy hóa tạo axit. Đối với đất đá thải mà nhiễm arsen thì chúng tôi sẽ tạo các cái ô chôn lấp để mà cô lập riêng đảm bảo vệ sinh. Trong những năm qua, ngành công thương đã rất nỗ lực trong việc xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường cũng như nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Việc chủ động và tuân thủ các quy định trong phân loại, xử lý chất thải tại doanh nghiệp sẽ giúp cho cơ quan quản lý nhà nước có các giải pháp cụ thể, tránh bị động trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với các sự cố môi trường.